Kính thưa đồng chí Trần Thanh, kính thưa các bác, các anh, các chị, hôm nay câu lạc bộ Tri thức đời sống của Hội Người mù thành phố Hà Nội tổ chức đúng vào cái tháng 10 với cái chủ đề phẩm chất đạo đức truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Về phía phụ nữ thì chúng tôi cũng rất mong là các bác, các anh, các chị, chúng ta với cái chủ đề rất là có ý nghĩa đối với người phụ nữ Việt Nam. Và như các bác, anh, các chị cũng đã biết, phụ nữ Việt Nam thì đã có truyền thống là người phụ nữ chịu thương, chịu khó và cũng là người rất là thiệt thòi. Và đặc biệt là đối với chị em phụ nữ khiếm thị chúng tôi. Cho nên là cũng rất mong là nhân cái tháng phụ nữ Việt Nam thì cũng mong là các bác, các anh nam giới có vợ cũng rất là luôn luôn thương yêu, động viên về tinh thần vật chất để cho phụ nữ chúng tôi được tự tin và cũng là xóa đi những cái tự ti mặc cảm đối với lại bản thân. Và đặc biệt là đối với những chị em phụ nữ mà thiệt thòi thì cũng rất mong là các anh cũng luôn luôn quan tâm động viên để chị em phụ nữ được vui vẻ. Sau đây về dự với câu lạc bộ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có đồng chí Trần Thanh, nguyên là cán bộ chuyên viên cao cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, đã dành những thời gian rất là quý báu, mặc dù là công việc của đồng chí Trần Thanh rất là bận, nhất là với cái tháng 10 với cái chủ đề đó. Sau đây tôi xin trân trọng và kính mời đồng chí Trần Thanh sẽ nên nói chuyện với câu lạc bộ. Đề nghị các bác, các anh, các chị chúng ta hãy chú ý lắng nghe. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa tất cả các bác, anh, các chị, nếu cứ được lời mời của chị Thanh là bao giờ tôi cũng ưu tiên số 1 là câu lạc bộ của chúng ta. Thưa các bác, anh, các chị, như chúng ta đã biết là trong tháng 10 này, đối với người Việt Nam, với thủ đô Hà Nội chúng ta thì có rất nhiều những sự kiện trọng đại. Ngày mùng 1 tháng 10 là ngày quốc tế người cao tuổi. Và tôi cũng xin giới thiệu các bác, anh, chị, tôi chính là chủ tịch hội người cao tuổi của phường ạ. Ngày mùng 10 tháng 10 là ngày giải phóng thủ đô và ngày 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam. Có thể nói là mùa thu Hà Nội là vào tháng 10, và tháng 10 đối với chúng ta cũng có rất nhiều những ngày có ý nghĩa lịch sử. Thế nhân hai cái sự kiện là ngày mùng 1 tháng 10 và ngày 20 tháng 10 thì tôi sẽ hát tặng ba chị một bài hát. Với ngày mùng 1 tháng 10 tôi chỉ xin hát hai câu thôi ạ, tại vì bài này tôi không thuộc lắm. Rồi còn bài về phụ nữ Việt Nam, tôi xin hát tặng cái bài ca phụ nữ Việt Nam để khoe với các anh nam giới truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Trước hết là xin hát hai câu hát về ngày 1 tháng 10. Ai bảo rằng chúng tôi là người già, xin thưa rằng chúng tôi đâu có già. Sau 70 mai đầu tuy bạc trắng, nhưng tinh thần ý chí vẫn hăng say. Ai bảo rằng chúng tôi là người già, xin thưa rằng chúng tôi đâu có già. Sau 70 mai đầu dù bạc trắng, nhưng tinh thần ý chí vẫn hăng say. Đấy, tôi chỉ thuộc hai câu thôi. Còn sau đây là bài hát tặng chị em phụ nữ Việt Nam, bài ca phụ nữ Việt Nam. Và cũng xin thưa các bác chị là tối mùng 6 này, cụm dân cư chúng tôi sẽ tổ chức một đêm liên hoan văn nghệ để chào mừng ngày mùng 10 tháng 10 và ngày phụ nữ Việt Nam. Và tôi cũng đứng trong cái dàn đồng ca hát về bài ca phụ nữ Việt Nam. Thì hôm nay xin tặng, hát tặng các bác các chị trước. Dòng dõi Bà Trưng vốn xưa nay anh hùng, giáp mặt kẻ thù chẳng một giây nào hồ núng. Như cánh lúa hiền cho đời bao sức sống, xưng danh đã trao tặng người trung hậu đảm đang. Cây súng thép khoác bên mình ta sốc tới, khốn không có quên tình yêu ngô lúa săn khoai. Vui biết mấy môi khi dành năng xuất mới, thức qua suốt đêm dài nhìn thấy mấy cùng vui.
phụ nữ Việt Nam vốn hay lắm hay lắm, có đảng chỉ đường đã bừng đôi mắt sáng, mơ ước biên thiên ta thành chim cất cánh, tuốt bay mãi trên đường dài cách mạng vẻ vang. Ai quyết thắng xưa cánh đồng năm tân lúa, có nghe suối than về bên tiếng búa xôn xao, yêu biết mấy nhưng đôi bàn tay khéo léo đã theo gấm hoa vào nền non nước Việt Nam, cùng nhau đón xuân sang, cùng nhau đón xuân sang. Ở chị em ta vui bước trên đường. À, báo cáo các cụ là năm nay tôi 66 sang tuổi 67 đấy ạ. Vâng ạ. À, kính thưa tất cả các bác anh các chị, có thể nói là trong tháng 10 này đối với mỗi người phụ nữ Việt Nam chúng tôi thì tràn đầy niềm tự hào. Và hôm nay thì để phát huy cái niềm tự hào đó thì hôm nay xin chia sẻ với các bác các chị những cái phẩm chất đạo đức truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Thưa các bác anh các chị, thì nói đến phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam thì có thể là chúng ta nghe qua thì nó được, nhưng mà nhận thức nó thật là sâu sắc, và để biến nó thành cái hành động để chúng ta rèn luyện tiếp cái phẩm chất đạo đức của người phụ nữ hiện đại ngày nay thì không phải ai cũng nắm được. Thế trước khi đi vào những phẩm chất hiện đại thì xin khoe với các đồng chí nam giới và cũng xin nhắc lại các bác các chị là những cái nhất của phụ nữ Việt Nam. Có bác chị nào thống kê được phụ nữ Việt Nam có những cái nhất gì không ạ? Nam giới là thua chúng tôi bởi vì chúng tôi có nhiều điều nhất lắm. À, thế này thì tôi rất mong và rất mừng là đã có người ta thống kê như này, chắc là chưa đủ đâu. Thế nhưng mà về cơ bản là cũng thống kê đầy đủ. Người phụ nữ Việt Nam đầu tiên làm vua ở Việt Nam là ai ạ? Trưng Chắc và Trưng Nhị. Vào năm 40 thế kỷ thứ nhất, bà Trưng Chắc cùng em gái là Trưng Nhị lãnh đạo nhân dân chống lại sự xâm lược của nhà Hán, thu Giang Sơn về một mối, và bà Trưng Chắc đã xưng vương giữ ngôi trong 3 năm. Như vậy báo cáo các đồng chí nam giới là người làm vua đầu tiên Việt Nam không phải là nam giới mà là ai? Là phụ nữ. Vua đầu tiên ở Việt Nam là vua bà chứ không phải là vua ông. Cái nhất là đầu tiên. Nữ tướng duy nhất ở Việt Nam ở thế kỷ 20 là ai chúng ta có biết không ạ? Bà Nguyễn Thị Định. Và tôi xin mở rộng luôn, đến thế kỷ 20 này không chỉ là bà ấy là nữ tướng duy nhất của Việt Nam đâu, trên thế giới cho đến bây giờ thì là người phụ nữ duy nhất được phong làm tướng. Chủ tịch Hồ Chí Minh phong cho bà Nguyễn Thị Định làm thiếu tướng. Đấy, là người phụ nữ làm tướng duy nhất đấy ạ. Đấy là cái nhất thứ hai. Cái nhất thứ ba, nữ anh hùng quân đội nhân dân đầu tiên. Các bác chị biết là ai không? Vâng, đúng rồi, bà Nguyễn Thị Chiên là anh hùng. Bà sinh năm 1930 tại huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, đã chỉ huy đội nữ du kích tán thuật hoạt động hiệu quả, táo bạo, dũng cảm, nổi tiếng với chiến dịch tay không bắt giặc. Bà được tặng thưởng nhiều huy chương kháng chiến chiến công và năm 52 được phong tặng là nữ anh hùng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là ba cái nhất. Nữ anh hùng lực lượng vũ trang trẻ nhất là ai chúng ta có biết không? Vừa rồi là đầu tiên là được phong là anh hùng, nhưng mà nữ anh hùng lực lượng vũ trang trẻ nhất cơ, chúng ta có biết là ai không? Là chị gì ạ? Võ Thị Sáu, đúng rồi, chị Võ Thị Sáu. Chị được tặng danh hiệu anh hùng, và hiện nay thì chị được tặng huân chương chiến công hạng nhất và danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang năm 1993. Người phụ nữ vác đạn nặng nhất trong chiến tranh Việt Nam chúng ta biết là ai không? Vâng, chị Ngô Thị Tuyển. Chị đã là vác hai hòm đạn nặng 98 kg vượt qua bờ đê chuyển ra sông để phục vụ chiến đấu tại Hàm Rồng, Thanh Hóa. Một người phụ nữ rất nhỏ bé thôi, nhưng mà vác hai hòm đạn nặng 98 cân để phục vụ cho chiến đấu ở cầu Hàm Rồng. Đấy là nói về trong chiến tranh. Còn nói về tham gia chính trị, Bí thư Thành ủy trẻ nhất Việt Nam
Chúng ta biết là ai không ạ? Bí thư Thành ủy trẻ nhất Việt Nam là chị Nguyễn Thị Minh Khai, là bí thư Thành ủy Sài Gòn đầu tiên đấy ạ, của Sài Gòn đấy, và cũng là người trẻ nhất, bí thư Thành ủy trẻ nhất là trong lĩnh vực tham chính. Người phụ nữ biên soạn cuốn lịch sử Hán Nôm cổ nhất Việt Nam là bà Trịnh Thị Ngọc Trúc. Như vậy là phụ nữ Việt Nam không chỉ nhất trong đấu tranh, không chỉ nhất trong chính trị, mà trong văn hóa nghệ thuật cũng nhất. Bà là Trần Thị Ngọc Trúc, là người biên soạn cuốn từ điển Hán Nôm gọi là Ngọc Âm Chí Nam Giải Nghĩa ở tận thế kỷ 16. Đây là cái cuốn Hán Nôm, từ điển Hán Nôm cổ nhất Việt Nam của chúng ta, mà ngày nay thì vẫn còn có ý nghĩa khoa học rất là lớn. Người phụ nữ sáng tác nhiều thơ bằng chữ Nôm nhiều nhất Việt Nam, chúng ta có biết ai không? Bà Chúa Thơ Nôm đấy, bà Hồ Xuân Hương. Người phụ nữ có nụ cười nổi tiếng nhất Việt Nam là ai? Vâng, bà Võ Thị Thắng. Còn người mà làm chủ tịch phụ nữ Việt Nam lâu nhất, đó là bà Nguyễn Thị Thập, 18 năm liền làm chủ tịch phụ nữ Việt Nam. Và chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ đầu tiên của Việt Nam là bà Lê Thị Xuyến. Các anh nam giới khi nghe thấy những cái nhất của phụ nữ Việt Nam này thì các anh nghĩ gì? Các anh nghĩ gì ạ? Phụ nữ Việt Nam nghĩ gì đây? Nhiều cái nhất đúng không ạ? Phụ nữ Việt Nam rất nhiều cái nhất. Nhất trong chiến tranh này, nhất trong thăm chính này, rồi nhất cả trong văn hóa nghệ thuật. Tôi đố các bác các chị một cái nhất nữa. Đố các bác các chị là người phụ nữ đông con nhất được phong danh hiệu anh hùng là ai? Chị nào ạ? Chị Úa Tịch, đúng rồi. 5 con vẫn tham gia chiến tranh và sau này chị được phong tặng danh hiệu anh hùng. Người phụ nữ đông con nhất là 5 con mà vẫn chiến đấu mà được tặng phong tặng danh hiệu anh hùng. Như vậy để trong lĩnh vực nào phụ nữ Việt Nam cũng có những cái nhất. Nhất trong chiến đấu, nhất trong xây dựng gia đình, nhất trong tham chính, nhất trong văn hóa nghệ thuật. Thưa các bác các chị, là chỉ liệt kê một vài điểm nhất của phụ nữ Việt Nam thôi, chúng ta cũng có thể khẳng định là gì? Người phụ nữ Việt Nam của chúng ta dù trong bất cứ lĩnh vực nào, dù bất cứ ở thời đại nào thì cũng đều phát huy vai trò to lớn của mình. Bởi vì và làm được cái vai trò trọng trách đó bởi vì người phụ nữ Việt Nam có những phẩm chất rất đáng quý. Và ở đây có một phần chúng tôi muốn các bác anh chị lý giải tại sao ở phụ nữ Việt Nam lại hội được những cái phẩm chất quý giá đó. Cơ sở nào đã hình thành nên những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam? Hôm nay bản thân người phụ nữ Việt Nam đã biết chưa? Không phải tự dưng chúng ta có được những phẩm chất quý giá này đâu, mà do quá trình hun đúc, quá trình tác động ảnh hưởng của thời đại, của dân tộc chúng ta. Do những điều kiện về tự nhiên, điều kiện về kinh tế, về văn hóa, điều kiện về chính trị, về xã hội, mà nó tạo dựng nên hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đẹp như thế các bác các chị ạ. Có thể nói là hình ảnh người phụ nữ Việt Nam được tạc vào lịch sử với những nét rất là đẹp đẽ, rất là đáng tự hào. Thế thì hôm nay cái điều đầu tiên tôi cung cấp cho các bác các chị những cái cơ sở để tạo dựng nên những cái phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Báo cáo các bác các chị, các nhà nghiên cứu, người ta đã nghiên cứu sở dĩ phụ nữ Việt Nam hội ở mình những phẩm chất đạo đức cao quý tốt đẹp là bởi vì nó có những cơ sở hình thành một cách rất là khách quan. Cái cơ sở hình thành nên truyền thống của người phụ nữ Việt Nam thì có hai cơ sở chính. Một là nó xuất phát từ điều kiện tự nhiên, điều kiện sản xuất, điều kiện kinh tế của đất nước Việt Nam chúng ta. Trước hết là xét về điều kiện tự nhiên. Thưa các bác chị, Việt Nam chúng ta nằm ở khu vực nhiệt đới, khí hậu gió mùa, có đúng không ạ? Nó rất thuận lợi cho cái phát triển nền kinh tế gì? Lúa nước. Từ hàng nghìn năm nay, người Việt Nam chúng ta đã phát triển cái lúa nước từ rất sớm. Thưa các bác anh chị, với khí hậu nhiệt đới, gió mùa, nóng ẩm rất thuận lợi cho phát triển kinh tế, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn để phát triển kinh tế, để mà tồn tại. Chắc là chúng ta nhớ cái bài hát là sớm chống bão giông mà chiều gì? Chiều ngăn nắng lửa, đúng không ạ?
Như vậy thưa các bác các chị là tồn tại ở một vùng đất có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, quanh năm nóng ẩm, thì chúng ta rất thuận lợi cho phát triển nền nông nghiệp. Nhưng đồng thời người cư dân thời cổ Việt Nam cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trở ngại. Mà cái sự khó khăn trở ngại này nó được đúc kết trong cái tích nào chúng ta còn nhớ không? Truyền thuyết ấy, Sơn Tinh Thủy, Sơn Tinh Thủy Tinh. Cứ mỗi lần nước dâng lên thì Sơn Tinh phải làm sao? Phải dâng núi lên, phải chống lại biết bao nhiêu những cái ác thú ở dưới biển, đúng không ạ? Nhưng cái đó nó chỉ là tượng trưng cho cái vất vả gian nan của những người làm nông nước như Việt Nam chúng ta. Rồi nó còn tượng trưng cho những cái khí hậu như là lụt lội, bão táp, mưa sa liên tục đến với người dân Việt Nam chúng ta. Và chúng ta nên nhớ rằng là Việt Nam chúng ta phát triển cái nền lúa nước từ rất sớm nhé, rất là sớm. Sớm đến mức là gì? Từ đầu công nguyên cho đến nay chúng ta đã phải đào sông đắp đập, tức là chúng ta phải làm thủy gì? Thủy lợi. Chúng ta nên nhớ là ông cha chúng ta phát triển nền lúa nước là thường là định cư ở dọc các con sông. Mà dọc các con sông mà bao giờ thì lại thiên nhiên lại khắc nghiệt như vậy. Cho nên để mà có thể phát triển được nghề lúa nước thì phải đào sông này, rồi là đắp đập, và nhất là đắp đê. Ngày nay chúng ta còn phải đắp đê không? Thưa các bác các chị, là vừa rồi cơn bão số 10 nó tàn phá những cái đoạn đê mà làm cho sản xuất chúng ta cũng thiệt thòi rất là nhiều. Thì toàn bộ cái nền nông nghiệp chúng ta, điều kiện thiên nhiên nó vừa tạo những cơ hội nhưng đồng thời nó đặt ra những thách thức vô cùng lớn cho cái người nông dân chúng ta thời cổ. Và để tồn tại và để phát triển thì người nông dân Việt Nam chúng ta phải, thứ nhất là có cần kiên trì không ạ? Rất cần kiên trì. Có cần cần cù chịu khó không ạ? Rất chịu khó để tồn tại, để chiến thắng thiên nhiên, để chiến thắng kẻ thù bốn chân là thiên nhiên. Thì con người Việt Nam nói chung và người phụ nữ nói riêng, chúng ta phải lăn lộn, chúng ta phải kiên trì, chịu đựng, vượt khó, hy sinh để chống lại thiên nhiên, để mà phát triển cái nghề lúa nước. Cho nên thưa các bác các chị, là người Việt Nam chúng ta tại sao lại cần cù thế, chịu khó thế? Và nếu không cần cù, không chịu khó, không anh dũng, dũng cảm thì không thể chiến thắng thiên nhiên để mà tồn tại, để mà phát triển. Cho nên cái điều kiện vừa thuận lợi vừa khắc nghiệt của thiên nhiên đã sớm tạo dựng ở người Việt Nam chúng ta nói chung và ở người phụ nữ Việt Nam nói riêng, đó là chúng ta hết sức là kiên trì, cần cù, chịu khó, dũng cảm để vượt qua mọi khó khăn, để tồn tại, để phát triển. Một cái điều kiện nữa, thưa các bác các chị, đấy là nói về điều kiện thiên nhiên và điều kiện kinh tế. Còn điều kiện chính trị sao? Việt Nam chúng ta ở tồn tại ở ngay cạnh cái nước gì? Nước lớn hơn mình gấp bội, đúng không ạ? Mà lại là luôn luôn có tư tưởng bành gì? Bành trướng làm bá chủ. Cho nên thưa các bác anh các chị, là trong cái thời cổ, người Việt Nam chúng ta không chỉ phải chiến thắng kẻ thù bốn chân là thiên nhiên, mà chúng ta phải luôn luôn phải đương đầu với những cuộc chiến tranh để chống lại kẻ thù hai chân, tức là kẻ thù xâm lược của chúng ta. Đây, các nhà sử học người ta đã tổng kết như thế này các bác các chị ạ. Như vậy là đã có một thời gian rất dài, người ta gọi là 1117 năm thời Bắc thuộc, tức là chúng ta chống lại cái chế độ phong kiến Trung Quốc phương Bắc xâm lấn nước ta. Thì trong vòng 1117 năm Bắc thuộc này, dân tộc ta đã 30 lần nổi dậy chống lại ách đố hộ người phương Bắc, 30 lần. Trong đó có hai cuộc khởi nghĩa của phụ nữ lãnh đạo. Và thưa các bác các chị, trong thời gian sau công nguyên, chúng ta đã 3 lần chống quân Nguyên Mông Cổ, chống quân Minh, chống quân Xiêm, tức là trước công nguyên và sau công nguyên chúng ta đều phải đảm đương, đều phải chống chọi với những cuộc chiến tranh. Cho nên đã, nhà văn Trung Thành đã nói này, dở lại trang lịch sử của dân tộc, không trang nào, không dòng nào không ghi đậm một màu máu và thanh gươm tự vệ. Tức là chúng ta chống lại hàng vài trăm cuộc chiến tranh lớn nhỏ để bảo vệ nền độc lập dân tộc, để bảo vệ cái bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta. Cho nên chúng ta vừa xây dựng phát triển, vừa phải đấu tranh để mà bảo vệ nền độc lập, vừa tồn tại. Và đương nhiên khi chiến tranh xảy ra thì nam giới đi đâu? Các bác anh chị, nam giới ra chiến trận. Thưa các bác các chị, là chúng lịch sử chúng tôi đã ghi chép lại là có cái thời kỳ, đặc biệt là thời kỳ nhà Trần đấy ạ,
những người nam giới khỏe mạnh nhất, tinh anh nhất đều phải đưa ra chiến trận. Bởi vì khi chiến tranh xảy ra thì mục tiêu số 1 là độc lập dân tộc. Cho nên là toàn những người là chúng ta phải là gì, là khỏe mạnh nhất này, thông minh nhất là chúng ta phải đi ra trận. Đây tôi xin thưa các bác các chị là có một thời kỳ là từ thời triều nhà Trần ấy, quân thường trực triều đình thì thường lên đến hàng triệu người. Và dân số Việt Nam thời cổ chúng ta chỉ có 5-6 triệu người thế nhé. Nhưng một cái đội quân thường trực mà triều đình huy động lên để chống ngoại xâm ấy là có những năm lên đến 1 triệu người. Tức là 1/4, 1/5, 1/5, 1/6 dân số của nước ta bây giờ là đi ra trận. Và đương nhiên nam giới đi ra trận rồi thì toàn bộ để lại gia đình, vợ, rồi là họ hàng làng mạc, công việc xóm làng thì giao phó cho ai đây? Giao phó cho phụ nữ rồi. Có phải không các bác anh các chị? Cho nên là chiến tranh liên miên thì nam giới là lực lượng ở hậu tiền phương, nhưng phụ nữ phải làm nhiệm vụ của người hậu phương. Và người phụ nữ phải làm cả những việc của đàn ông: đắp đập này, thủy lợi này, trồng cấy này, chăm sóc con cái, họ hàng làng mạc, mọi chuyện là phụ nữ phải thay nam giới. Và một điều hết sức kỳ lạ báo cáo các đồng chí nam giới là người phụ nữ đảm đương trách nhiệm của người nam giới, không một lời phàn nàn kêu ca mà với một tinh thần hết sức tự nguyện. Bởi vì lịch sử đã giao trọng trách này cho phụ nữ, đúng không ạ? Nam giới ra chiến trận thì người phụ nữ ở nhà phải đảm đương hết trách nhiệm của người nam giới để cho nam giới yên tâm đi chiến đấu. Và thưa các bác chị, là bao nhiêu những gian nan cơ hàn của cuộc đấu tranh chống kẻ thù bốn chân và chống kẻ thù hai chân đã dội lên đôi vai người phụ nữ. Và người phụ nữ không chỉ làm nhiệm vụ thay nam giới ở hậu phương, mà nếu như chiến tranh đến với hậu phương thì người phụ nữ còn phải cầm vũ khí để chiến đấu chống lại giặc ngoại xâm. Cho nên tôi rất cảm ơn một cái nhà văn nào đó đã tổng kết hình ảnh người phụ nữ Việt Nam như thế này. Chúng ta nghe xem có thấy xứng đáng không? Phụ nữ Việt Nam trước hết là chiến sĩ chống ngoại xâm kiên cường dũng cảm, là người lao động cần cù thông minh sáng tạo, là người mẹ hiền trung hậu đảm đang, và là người nghệ sĩ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Có lẽ không ở đâu hình ảnh người phụ nữ lại đẹp như ở Việt Nam, và không ở đâu người phụ nữ lại vất vả như người phụ nữ Việt Nam. Không phải một người gánh hai vai đâu ạ, mà gánh mấy vai? Bốn vai. Vừa là chiến sĩ chống ngoại xâm, thế trước hết là vừa là người lao động để nuôi sống gia đình, vừa làm tròn nghĩa vụ hậu phương đối với tiền phương, đồng thời vừa là người mẹ đảm đang nuôi dạy con, chăm lo công việc gia đình. Người phụ nữ còn lại là người chiến sĩ nữa, không phải chỉ là tiếp đạn đâu các bác chị. Có trực tiếp cầm súng không? Biểu hiện rất rõ trong các cuộc chiến tranh. Và đồng thời còn làm một nhiệm vụ rất cao cả nữa, thưa các bác anh chị, đó là bảo tồn và phát huy cái giá trị văn hóa bản sắc dân tộc của Việt Nam. 1.000 năm đô hộ Trung Quốc muốn biến Việt Nam chúng ta thành một quận huyện của Trung Quốc, tức là phong tục tập quán nếp sống lối sống phải như Trung Quốc. Nhưng mà rồi phương Bắc thất bại là bởi vì những người mẹ, những người chị, những người bà không chỉ làm tròn nhiệm vụ chiến sĩ, một người lao động, một người mẹ hiền, mà còn làm nhiệm vụ giữ gìn các bản sắc văn hóa dân tộc. Ngày nay Việt Nam chúng ta vẫn là Việt Nam, chúng ta vẫn giữ được những bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, thì cái đó phải ghi công đầu tiên cho những người phụ nữ. Bằng những lời ca, bằng những lời du, bằng những nếp sống hàng ngày, bằng lối ứng xử của người phụ nữ, mà người phụ nữ đã lưu truyền lại tất cả những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thưa các bác các chị, chúng tôi là những thế hệ phụ nữ đi sau, nhưng rất tự hào với những gì mà các bà các chị chúng ta đã để lại. Đó là gì? Người phụ nữ được giao những trọng trách vô cùng to lớn trong lịch sử. Và người phụ nữ ở đây là hoàn toàn chấp nhận cái vai trò lịch sử đó một cách hết sức tự nguyện, không bắt buộc. Và người phụ nữ có làm tròn không các bác các chị? Có làm tròn không ạ? Người phụ nữ không chỉ tự nguyện gánh vác trách trọng trách lịch sử giao phó, mà người phụ nữ còn rất xứng đáng với cái trọng trách to lớn đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khẳng định vai trò vị trí quan trọng
nhất của phụ nữ Việt Nam. Bác nói thế này: non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta trẻ cũng như già ra sức dệt thêu nên mà có. Bác nói thế đấy. Và ngay khi đi tìm đường cứu nước, bác đã khẳng định là gì? Cách mạng Việt Nam mà không có đàn bà con gái tham gia vào thì không thành công được. Cho nên bác khẳng định lực lượng phụ nữ Việt Nam lực lượng vô cùng quan trọng. Phụ nữ Việt Nam có vai trò rất to lớn. Từ xưa đến nay phụ nữ Việt Nam chúng ta có rất nhiều những đóng góp. Thế thì ở đây tôi muốn nói với các bác các chị rằng không phải tự nhiên mà phụ nữ Việt Nam hình thành nên những cái phẩm chất quý giá như ta vừa nói, mà rõ ràng do điều kiện địa lý, do điều kiện kinh tế, do điều kiện chính trị xã hội của đất nước chúng ta mà đã tạo nên những phẩm chất cao quý của người Việt Nam nói chung, trong đó có phẩm chất cao quý của những người phụ nữ Việt Nam. Và người phụ nữ Việt Nam ở đây chúng ta tự nguyện nhận lấy trọng trách lịch sử giao phó, và người phụ nữ chúng ta đã phấn đấu để hoàn thành trách nhiệm, cái nhiệm vụ đó. Thưa các bác, các chị, có lẽ là không ở quốc gia nào có một cái truyền thống người ta gọi là truyền thống trọng mẫu như ở Việt Nam. Có đúng không ạ? Không phải đến bây giờ đâu. Đến bây giờ nếu như còn đồng chí nam giới nào coi thường phụ nữ thì hãy nhìn lại lịch sử. Cha ông ta ngày xưa rất coi trọng phụ nữ, chứ không phải là như theo tư tưởng phong kiến là coi thường phụ nữ, coi phụ nữ như con ong cái kiến đâu. Mà trong dân gian, văn hóa dân gian của chúng ta, ông cha chúng ta rất tôn trọng người phụ nữ. Tôi xin lấy một vài minh chứng trong ngôn ngữ thôi. Cứ cái gì quan trọng thì gọi là cái, có đúng không ạ? Cái là nói đến phụ nữ đấy. Đường to thì gọi là đường gì? Đường cái. Trong cái đũa ăn, cái đũa to nhất gọi là đũa gì? Đũa cái hay đũa cả, đúng không? Cái trống, dàn trong dàn trống quan trọng nhất là dàn cho cái trống gì? Trống cái. Đường cái này, trống cái này, cái thúng to nhất cũng gọi là gì? Nó là thúng cái. Trong ngôn ngữ hay là gì? Lệnh ông không bằng công ba. Hay chí nói là chồng là cái giỏ mà vợ là cái gì? Cái hòm, mà đều quan trọng cả. Hay câu nói này, câu ca dao dạy con này, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu ấy là đạo con. Một lòng thờ mẹ, cha thì chỉ kính thôi, nhưng mà mẹ phải gì? Phải thờ đấy. Đấy thì ông cha chúng ta coi trọng hơn mẹ một chút, đúng không ạ? Một đằng phải thờ, một đằng thì kính trọng thôi, nhưng một đằng phải thờ. Hay là gì? Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha dù to mấy chăng nữa thì ta vẫn có thể hình dung được, vì núi Thái Sơn còn nhìn thấy được, đúng không ạ? Nhưng cái nghĩa của mẹ, nước trong nguồn có ai đếm được không? Không đếm được. Hơi coi trọng phụ nữ một chút thế đấy. Và đặc biệt là gì ạ? Thưa các bà các chị, tôi nói tôn giáo nhé. Tôi nói ngay, tôn giáo cũng ảnh hưởng cái tư tưởng trọng mẫu của chúng ta. Chúng ta có biết là quan Phật Quan Âm ấy là nam thần hay nữ thần không? Không phải. Chúng ta du nhập đạo Phật là từ Ấn Độ và từ Trung Quốc vào Việt Nam. Và nguồn gốc của Phật Quan Âm là nam thần chứ không phải nữ thần. Thế nhưng mà khi mà du nhập vào Việt Nam do ảnh hưởng của tư tưởng trọng mẫu, cho nên từ nam thần biến thành gì? Thành nữ thần. Có đúng không ạ? Đố anh chị nào đi đến các chùa ở Việt Nam mà tìm thấy Phật Quan Âm là nam thần đấy, 100% là nữ thần hết. Và ở Việt Nam chúng ta thì trong tư tưởng tâm linh của người Việt Nam thì mẫu tức là mẹ ngang với Phật đấy. Bởi vì trong chùa nào cũng có một gian thờ gì? Thờ mẫu, đúng không các bạn các chị? Đây là cái đặc điểm rất riêng của văn hóa Việt Nam. Nó thể hiện cái truyền thống trọng mẫu. Đối với người Việt Nam nhé, đối với người Việt Nam thì người mẹ mẫu đấy ạ, cũng quan trọng như đối với Phật. Rất tôn trọng con người Việt Nam. Và thưa các bác các chị là tôi nói luật pháp, luật pháp thời phong kiến thì nó theo tư tưởng phong kiến rất coi thường phụ nữ, đúng không ạ? Tam tòng tứ đức là nó yêu cầu phụ nữ. Nhưng mà do ảnh hưởng của truyền thống trọng mẫu, cái bộ luật Hồng Đức ấy là cái bộ luật mà
có thể nói là mẫu mực nhất của giai cấp phong kiến Việt Nam nó cũng bị lệch pha đi, cũng bị điều chỉnh đi. Trong Bộ Luật Hồng Đức có một quy định như thế này: nếu như người phụ nữ bị chồng bỏ rơi từ 6 tháng trở lên thì người phụ nữ có quyền ly dị chồng, và người phụ nữ được chia tài sản. Mặc dù mình không đứng tên nhưng mà vẫn được chia tài sản, bởi vì là bị chồng bỏ rơi. Có thể nói đây là một cái điểm rất tiến bộ của luật pháp Việt Nam. Mặc dù bị chi phối bởi hệ tư tưởng hệ Nho giáo phong kiến, nhưng mà luật Việt Nam cũng lại bị ảnh hưởng bởi tư tưởng tôn trọng người phụ nữ. Cho nên nó cho phép là người phụ nữ nếu bị chồng bỏ rơi là có quyền xin ly dị, và là có ly dị thì được chia tài sản mặc dù mình không được đứng tên. Như vậy thưa các bà các chị, là ở Việt Nam chúng ta cái vai trò quan trọng của người phụ nữ Việt Nam đã được dân gian xác nhận trong những câu nói, đã được thể hiện trong cái tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam, và cũng đã chịu ảnh hưởng của luật pháp Việt Nam. Và thưa các bà các chị, người phụ nữ Việt Nam có xứng đáng với sự tôn vinh đó không ạ? Có xứng đáng không các bà các chị? Rất xứng đáng với sự tôn vinh đó. Dù trong lĩnh vực nào thì người phụ nữ Việt Nam chúng ta cũng đều xứng đáng hết. Tôi xin minh chứng điều này. Trước hết, người phụ nữ Việt Nam chúng ta là người lao động cần cù, thông minh và dũng cảm, là người tạo nên của cải vật chất để cho những người nam giới ở tiền tuyến yên tâm chiến đấu để bảo vệ nền độc lập dân tộc. Chúng ta cứ hình dung, các đồng chí cái nam giới cứ hình dung, nếu như không có những người phụ nữ ở hậu phương chăm lo cho phát triển kinh tế thì nam giới có yên tâm đánh giặc được không? Không đánh giặc được. Nên cái truyền thống đầu tiên mà chúng ta cần ghi nhận đó là người phụ nữ Việt Nam trước hết là người lao động đã rất cần cù, thông minh và dũng cảm. Cần cù thì tôi không nói, tôi chỉ nói khía cạnh thông minh thôi. Để hôm nay rất muốn khuyến khích chị em trong cộng đồng của chúng ta hãy phát huy cái truyền thống này lên để chúng ta làm giàu cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đồng, xã hội. Thưa các bà các chị, người phụ nữ Việt Nam không chỉ cần cù lao động đâu mà lao động một cách rất thông minh, hiệu quả. Tôi xin đơn cử ví dụ, ngày xưa là người phụ nữ là người lực lượng chủ yếu để phát triển nghề lúa nước, trong khi các nước xung quanh Việt Nam chúng ta chỉ một năm cấy được một vụ. Nhưng người nông dân, nữ nông dân Việt Nam đã nghiên cứu từ rất hàng nghìn năm nay đã sản xuất được từ 2 vụ trở lên. Mà một năm sản xuất 2 vụ, bây giờ không những 2 vụ mà còn sản xuất gì ạ? Hoa màu, nó rất nhiều vụ sản xuất hoa màu. Nhưng ngày xưa ấy, thưa các bác các chị, là người phụ nữ Việt Nam cách đây mấy nghìn năm rồi đã sản xuất từ 2 vụ trở lên rồi, trong khi nông dân xung quanh chỉ cấy được 1 vụ thôi. Người phụ nữ Việt Nam không chỉ làm lúa mà còn phát triển cái nghề gọi là nghề trồng dâu nuôi tằm. Thưa các bác các chị, là trong khi các nước xung quanh chỉ sản xuất nuôi được từ 1 năm từ đến 1 đến 2 lứa tằm, nhưng phụ nữ Việt Nam đã nghiên cứu 1 năm sản xuất 8 lứa tằm, gấp 8 lần năng suất đấy, 8 lứa tằm. Và từ cái tằm này thì dệt ra những cái vải lụa để chúng ta xuất khẩu. Cái lụa Việt Nam thời cổ xuất khẩu ra nước ngoài rất nổi tiếng các bác anh các chị ạ. Và đấy là sản phẩm của phụ nữ Việt Nam. Và phụ nữ Việt Nam không chỉ là sản xuất tơ tằm để mà dệt vải xuất khẩu, mà người phụ nữ Việt Nam còn thông minh sáng tạo là biến từ những nguyên liệu không thể thành những nguyên liệu có thể để dệt nên những loại vải người ta gọi là vải giao chỉ. Tơ tằm thì chỉ những người mà tầng lớp trên mua được sử dụng thôi, chứ còn tầng lớp bình dân ấy chỉ mua những cái vải gọi là vải giao chỉ do người phụ nữ Việt Nam dệt lên. Và thưa các bác anh ấy chị, chúng ta có biết là vải giao chỉ dệt từ tơ gì không ạ? Không phải tơ tằm nha, mà tơ tre và tơ chuối. Tơ chuối, cái bẹ chuối ngâm rút tơ thì chúng ta thấy nó còn dễ đúng không ạ? Nhưng mà cái cây tre, người phụ nữ Việt Nam làm thế nào để rút được tơ tre mà dệt vải thì quả thật là rất khó các bác chị. Ngày nay chúng ta cũng chưa nghiên cứu ra được, không biết các cụ ngày xưa làm thế nào mà lại chế tác từ cây tre thành tơ để dệt vải thì bây giờ cũng chưa tìm hiểu ra được. Chuối thì dễ, bẹ chuối ngâm lên thì rút tơ thì dễ đúng không ạ? Nhưng cái cây tre, Việt Nam giỏi như thế. Và phụ nữ Việt Nam không chỉ là giỏi về sản xuất mà còn buôn bán là gì? Cũng rất giỏi.
các nước phương Tây sang đây buôn bán, người ta ca ngợi người phụ nữ Việt Nam nữa, rất là nhanh nhẹn, rất là tháo bát, rất là hài hòa, và người ta rất thích buôn bán với Việt Nam. Và chủ yếu là người phụ nữ Việt Nam là chủ trì trong lĩnh vực là thương mại thôi. Tôi nêu một vài điểm như thế để rằng chị em chúng ta cũng là phụ nữ Việt Nam, mặc dù chúng ta là những người khuyết tật, nhưng trong chất của chúng ta, trong sâu thẳm của chúng ta đều có những năng lực của người phụ nữ Việt Nam, rất thông minh, rất sáng tạo. Cho nên chúng ta đừng bằng lòng cái chuyện trẻ tăm tre mới thổi đót nhé. Chúng ta phải nghiên cứu nhiều, người khuyết tật phải đi sâu vào cái khoa học công nghệ nhé. Nhất là các bạn trẻ bây giờ đi sâu vào cái lĩnh vực tin học, vì cuộc cách mạng 4.0 hiện nay đang bao trùm thế giới của chúng ta. Mà cách mạng 4.0 các bác các chị biết gì không? Là cách mạng của khoa học kỹ thuật và công nghệ, và đặc biệt là của tin học. Các bác anh chị yên tâm, nếu như sau này chúng ta chuyển sâu vào khoa học kỹ thuật thì các bác các chị không phải làm gì, mà chúng ta chỉ việc sử dụng người máy thay thế cho chúng ta. Lúc bây giờ chúng ta đừng ngại là chúng ta mắt không sáng, ta không làm được gì, chúng ta điều khiển người máy, nó làm thay hết chúng ta. Miễn là chúng ta biết điều khiển nó nhé. Người máy có thể làm được mọi chuyện thay chúng ta. Và nếu như chúng ta nắm được khoa công nghệ để chúng ta điều khiển, cách mạng 4.0 chính là cuộc cách mạng của người máy đấy ạ. Và lúc bây giờ người máy thay thế chúng ta, nhưng mà tôi rất mong các bác đón đầu đi. Thế hệ như chúng tôi chắc là bây giờ lạc hậu, nhưng các bạn trẻ nhé, hãy đi sâu vào khoa học kỹ thuật công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực tin học, để làm sao chúng ta sử dụng được người máy thay thế mọi việc chúng ta làm. Đấy là tương lai. Nhưng mà có thể làm được không? Cộng đồng người khuyết tật chúng ta có thể làm được, đặc biệt là các bác, các anh, các chị là những người mà mắt không sáng, thì chúng ta có thể thay thế được bằng những người máy, làm chúng ta, miễn là chúng ta nắm được khoa học kỹ thuật. Và tôi xin nói rằng các nhà tâm lý học đã nghiên cứu rồi, con người sinh ra đều thông minh cả. Chúng ta rất có nhiều năng lực tiềm ẩn trong chúng ta, miễn là chúng ta có bộc lộ nó được ra bên ngoài hay không thôi. Con người là vĩ nhân hay là mù chữ là chỉ khác nhau ở chỗ là bộc lộ được ra bên ngoài. Chứ còn cái chất là chúng ta như nhau. Đã sinh ra con người là đương nhiên là thông minh rồi. Và cái điều kiện là chúng ta quyết tâm, có ý chí, có nghị lực để chúng ta khai thác tất cả những cái khả năng tiềm ẩn của con người thôi. Đấy, xin thưa các bác các chị là như thế. Thì riêng đối với phụ nữ Việt Nam, tôi xin khẳng định lại là phụ nữ Việt Nam không chỉ cần cù, không chỉ chịu đựng hy sinh, mà phụ nữ Việt Nam vô cùng thông minh và sáng tạo. Ngày nay điều đó đang rất cần đối với người phụ nữ Việt Nam chúng ta trong thời buổi hội nhập nền kinh tế thị trường. Người phụ nữ Việt Nam không chỉ là thông minh, cần cù, thông minh, sáng tạo trong lao động sản xuất, mà người phụ nữ Việt Nam còn rất là gì? Kiên cường, bất khuất, dũng cảm trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Điều này thì chắc là tôi không cần nói nhiều, chúng ta cũng biết rồi. Người đứng dậy cầm cờ khởi nghĩa để cởi bỏ ách nô lệ dân tộc đầu tiên là ai? Hai Bà Trưng. Không phải nam giới, là Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa. Một, xin rửa sạch nước thù. Hai, xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng. Ba, kẻo oan ức lòng chồng. Bốn, xin vẹn vẹn sở công lên này. Với bốn cái khẩu hiệu đưa ra như vậy, Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa thì 65 thành trì, tức là lúc bấy giờ là bờ cõi Việt Nam chúng ta gồm 65 thành trì, đã nhất tề hưởng ứng lời kêu gọi của Bà Trưng, Bà Triệu, và đánh đuổi quân Nam Hán để giành lại độc lập dân tộc. Ít nhất là chúng ta cũng giành độc lập dân tộc trong 3 năm, và hai bà đã lên làm vua đầu tiên ở Việt Nam chúng ta. Như vậy thì rõ ràng người phụ nữ Việt Nam không chỉ là những người lao động, mà còn có trách nhiệm cao cả với nền độc lập của dân tộc. Giống như là câu nói của bà Triệu Thị Trinh sau này. Bà Triệu Thị Trinh khi 18 tuổi có người đến hỏi chồng, thì bà trả lời như thế này: với một tinh thần trách nhiệm cao cả với vận mệnh của nước, bà nói là gì? Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp ngọn sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông để cởi bỏ ách nô lệ cho dân tộc, chứ đâu chịu làm tỳ thiếp cho người. Người phụ nữ rất là coi trọng vấn đề hôn nhân, đúng không ạ? 18 tuổi lúc bây giờ là đúng là cái tuổi đẹp nhất để lấy chồng, nhưng bà ấy không chịu làm tỳ thiếp cho người, mà nói gì? Muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp ngọn sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông để cởi bỏ ách nô lệ cho dân tộc. Khí phách ấy, trách nhiệm cao cả ấy, mỗi người phụ nữ Việt Nam hôm nay chúng ta phải lĩnh lấy trách nhiệm. Như vậy không chỉ nghĩ đến hạnh phúc riêng tư, mà rõ ràng ở đây đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết.
với trách nhiệm là cởi bỏ anh. Cho nên bà đã dựng cờ khởi nghĩa cùng với anh là Triệu Quốc Đạt để gì? Đánh đuổi quân Ngô, giành lại độc lập cho dân tộc. Và bà Triệu bao giờ cũng dẫn đầu đoàn quân khởi nghĩa. Và quân Ngô vào cái thời đó, nó có một nhà sử học Trung Quốc viết lại là gì? Quân Ngô hễ cứ thấy voi chiến của bà Triệu xuất hiện là vỡ mật mà chết. Nói thì cũng hơi quá. Thế nhưng rõ ràng hình ảnh bà gì? Đầu dắt châm ngà, áo giáp sắt, đi guốc ngà, cưỡi voi ra trận. Thì hình ảnh đó rất là oai hùng, lẫm liệt và rất là oai phong, khiến cho quân Ngô sợ. Đấy, người phụ nữ Việt Nam chúng ta là như thế. Và tiếp theo, phụ nữ Việt Nam còn rất nhiều những anh hùng liệt nữ cũng đã làm nên lịch sử. Đó là gì? Bà gì? Các bác anh ấy chị, chúng ta còn nhớ bà trong thời vua Quang Trung ấy, Bùi Thị Xuân có nhớ không? Bùi Thị Xuân. Rồi là còn nhiều những người khác nữa. Và trong thời kỳ hiện đại của chúng ta là có bà Nguyễn Thị Định, nữ tướng Nguyễn Thị Định. Thưa các bà các chị, nếu như chúng ta nghiên cứu cuộc đời của bà Nguyễn Thị Định thì chúng ta cảm thấy cảm phục vô cùng. Bà là cái người phụ nữ duy nhất đi trong đoàn tàu không số. Chúng ta còn nhớ cái tàu không số không? Để chở vũ khí từ miền Bắc vào miền Nam, cho chiến trường miền Nam để tiến hành cuộc chiến tranh vũ trang chống lại Mỹ. Bà là người duy nhất đi trên cái đoàn tàu không số đó. Và cái này mới là cái điều quyết định này các bác các chị này. Khi mà năm 1954 chúng ta ký Hiệp định Geneva với Pháp để mà thống nhất cả nước. Và trong bấy giờ, vì khi Hiệp định Geneva còn có hiệu lực thì không gây chiến, cho nên chính phủ chúng ta chủ trương là hòa bình, đấu tranh hòa bình để đến tới tiến tới tổng hiệp thương của toàn cả nước. Nhưng mà Mỹ lại nhảy vào miền Nam, miền Nam, và chúng cùng với chính quyền Diệm lê máy chém đi khắp miền Nam, tức là chúng dùng bạo lực. Còn chính phủ của mình thì chủ trương là chỉ dùng đấu tranh hòa bình thôi. Cho nên là chúng khi chúng lê máy chém đi khắp miền Nam như vậy thì lực lượng cách mạng miền Nam là có nguy cơ là bị phá vỡ hết, các cơ sở cách mạng phá vỡ hết. Trước tình hình đó, lúc bây giờ bà Định là bí thư tỉnh ủy Bến Tre, thấy tình hình cách mạng Việt Nam và cơ sở Việt Nam có thể bị phá vỡ bởi vì mình không chủ trương chống lại bạo lực mà chỉ chủ trương hòa bình, cho nên bà quyết định là gì? Lúc bây giờ thường vụ tỉnh ủy tỉnh Bến Tre mới có khoảng 7 người thôi, nhưng bà họp báo công bố như thế này: bây giờ xin phép chính phủ ở ngoài Bắc thì không kịp nữa, các anh cứ đồng khởi, cứ lãnh đạo đồng khởi, sai đâu tôi chịu đấy. Là một người phụ nữ bí thư mà bà quyết đoán như thế, tức là quyết định Bến Tre đồng khởi vào năm 59, đồng khởi Bến Tre để đưa cách mạng miền Nam sang đấu tranh vũ trang chống lại Mỹ chứ không đấu tranh hòa bình nữa. Mà trong khi đó chính phủ chúng ta thì đang chủ trương là đấu tranh hòa bình. Bà biết rằng là thứ nhất là xa xôi quá, chờ lệnh không kịp, thứ hai nữa bà phải quyết đáp. Và chính vì cái quyết ấy cho nên cách mạng miền Nam chúng ta từ cuối năm 59 đầu năm 60 mới chuyển sang thế tiến công, không ở thế phòng ngự nữa, và liên tục tiến công đến năm 1975 là hoàn thành thắng lợi. Có thể nói một người phụ nữ làm người lãnh đạo đứng đầu, và một người phụ nữ có thể nói là cái tinh thần quả quyết, quyết đoán, và đã đưa cái cách mạng Việt Nam của chúng ta chuyển biến từ thế phòng ngự sang thế tiến công. Sinh thời Đại tướng Nguyễn Chí Thanh lúc còn sống rất cảm phục bà Nguyễn Thị Định khi bởi cái quyết định lịch sử này. Và chính bởi những cái quyết định lịch sử này và những công lao đóng góp của bà Định, cho nên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định phong sắc luôn là thiếu tướng luôn, và là vị tướng đầu tiên, nữ tướng đầu tiên của Việt Nam và trên cả thế giới nữa. Lúc đến bây giờ phong tướng là chưa có phụ nữ nào được phong tướng đâu ạ. Bà là thiếu tướng và là tổng tư lệnh quân giải phóng miền Nam. Và sau này khi mà năm 1965 Đại hội Phụ nữ Việt Nam của miền Nam Việt Nam tiến hành kỳ 1 thì bà được bầu làm chủ tịch, bầu làm hội trưởng Hội Phụ nữ Việt Nam. Và sau đó thì tiến hành thống nhất cả nước, thưa các bác các chị. Thế thì riêng nói về bà Định, hay nói về tấm gương của chị Út Tịch, một người mẹ rất bình thường, một người mẹ 5 con liền, con cứ như củ khoai củ giấy này, cứ liên tục chúng nó cứ lo cho nhít. Tôi xem cái bộ phim câu chuyện, nhưng mà giờ gì, ngoài cái chuyện là chồng thường xuyên đi ra mặt trận đánh giặc, rồi bà ở nhà, chị Út Tịch ở nhà vừa nuôi con vừa đánh giặc, hễ cứ nghe lệnh của đội du kích ở đâu là đi đấy, để cho 5 con tự chăm sóc nhau, và sau khi tan tiếng súng lại quay về chăm con. Phải nói là người phụ nữ Việt Nam rất giỏi,
vừa đảm đang công việc gia đình, vừa chiến đấu rất dũng cảm. Biểu tượng của chị Út Tịch là một người phụ nữ đông con nhưng vẫn đảm đang cái vai trò người chiến sĩ rất dũng cảm, kiên cường. Trong những bối cảnh rất khó khăn như vậy nhưng người phụ nữ Việt Nam vẫn thể hiện cái khả năng, năng lực của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực gia đình. Thưa các bác, các chị, không chỉ là người lao động cần cù, thông minh, dũng cảm, người chiến sĩ chống ngoại xâm kiên cường bất khuất thì các anh nam giới đã công nhận chưa? Phụ nữ chúng tôi có xứng đáng là người chiến sĩ kiên cường bất khuất không ạ? Và người phụ nữ Việt Nam còn là người vợ, người mẹ hiền, trung hậu, đảm đang. Phụ nữ trên thế giới người ta có nói không hiểu tại sao phụ nữ Việt Nam mà lại thủy chung chờ chồng được lâu thế. Có những người phụ nữ thời kỳ chiến tranh chống Mỹ vừa kết hôn với chồng có khi sống với nhau chỉ được mấy tiếng đồng hồ, chồng đã đi ra ngoài chiến trường rồi. Và khi ra ngoài chiến trường thì đằng đẵng 10 năm, 20 năm không có tin trở về hoặc là nhận giấy báo tử. Nhưng vẫn đứng mũi, chịu sào, vẫn chăm lo bố mẹ chồng, vẫn lo việc gia đình nhà chồng, vẫn chu toàn vẹn toàn và đợi tin. Mặc dù có giấy báo tử rồi nhưng vẫn hy vọng một ngày nào đó người chồng trở về bên mình. Trên một cái điều mà đầu tiên nam giới hãy biết ơn phụ nữ và hãy tôn vinh phụ nữ, đó là sự thủy chung trong tình chồng, chồng vợ. Có rất nhiều những câu chuyện cảm động về sự chờ đợi của người phụ nữ Việt Nam. Và cái thủy chung của người phụ nữ Việt Nam nó đã được kết tinh trong hình tượng là hòn gì? Hòn Vọng Phu. Chúng ta đã đến thăm cái hòn Vọng Phu ở Lạng Sơn bao giờ chưa các bác các chị? Thưa các bác các chị, bây giờ không còn nữa rồi. Cái dân Lạng Sơn là đem phá hết để mà bán đá. Nhưng rồi cuối cùng là sau khi Bộ Văn hóa biết được cho nên bây giờ cũng xây lại cái tượng Vọng Phu bây giờ vẫn còn. Nhưng mà đấy là tượng dựng lại sau này thôi ạ, chứ không phải đá tự nhiên. Đá tự nhiên thì bị dân Lạng Sơn phá mất rồi, rất đáng tiếc như thế. Nhưng hình tượng cái là gì? Người mẹ bồng con mắt nhìn về hướng gì? Hướng Bắc. Chứ có ai có nhớ cái sự tích hòn Vọng Phu không? Như nào có bác các chị có nhớ không? Không phải, không phải. Tức là gì? Cũng chiến tranh xảy ra, người chồng đi chiến trận, để lại người vợ và một đứa con nhỏ. Và rồi gì? Người mẹ, người vợ thì ở nhà và tối tối con cứ hỏi mẹ là cha con đâu, có đúng không ạ? Và không muốn nói giờ là cha chiến trận vì nó chưa hiểu. Cho nên hay cứ buổi tối đèn thắp lên thì người vợ lại chỉ cái bóng mình ở trên vách, cha con đây này. Thế và đứa trẻ cứ yên tâm rằng cứ tối thì cha nó mới về và nó có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Và khi người chồng ở chiến trận trở về thì cũng hôm đó cũng hỏi con là cha đâu, thì tối tối nó lại chỉ đến vách, nó bảo tối cha con mới về. Bây giờ anh ấy nghi ngờ cái sự thủy chung của vợ, tưởng rằng là vợ ở nhà là lại cặp bồ với lại người khác rồi, thiếu. Thế và thế nghi ngờ và dằn vặt vợ, và người vợ không chịu được thì tự tử. Và sau này khi đến tối, khi đèn, ánh đèn bật lên, khi đèn soi lên thì in người cha trên vách, thì đứa bé reo lên, à đây cha con về đây rồi. Thì lúc giờ anh chồng mới nghĩ là mới biết là mình hiểu sai vợ. Đó, thì xin thưa các bác các chị, cái sự tích hòn Vọng Phu là người vợ thủy chung với chồng như thế. Và không chỉ là sự tích hòn đá Vọng Phu đâu, mà có khi trong cộng đồng xung quanh của chúng ta cũng chứng kiến rất nhiều những cái hiện tượng như thế, phải không các bác các chị? Tức là người phụ nữ ở nhà chăm con, chăm gia đình nhà chồng, mặc dù có con hay không có con nhưng vẫn thủy chung một mực chờ đợi người chồng 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Ở trên thế giới không có cái chuyện đó đâu các bác các chị. Đối với người phương Tây ấy, nhất là cái nước phương Tây, chỉ cần xa nhau vài tháng thôi là người vợ đi dị, đi lấy người khác rồi. Nhưng người phụ nữ Việt Nam vẫn kiên trung, vẫn thủy chung son sắt với chồng, chờ đợi chồng để người chồng yên tâm đi chiến đấu ngoài mặt trận. Cái này đáng ca ngợi không ạ? Mà thưa các bà các chị, những cái si trông vắng người chồng bên cạnh, một mình phải lo toan nhiều chuyện, tức là một người phụ nữ phải sống đơn thân để lo mọi chuyện, vất vả lắm. Khi nào chúng ta nằm ở trong cuộc thì chúng ta mới có thể cảm nhận hết được cái sự thiếu hụt về tình cảm, sự vất vả về vật chất và sự khó khăn về trong việc ra quyết định mọi chuyện. Chúng ta mới thấy được những cái vất vả, những cái gian truân của người phụ nữ khi phải sống để mà chờ đợi người chồng. Và kể cả khi người chồng đã có giấy báo tử rồi nhưng người ta vẫn hy vọng là cái giấy báo đó là nhầm và đến một ngày nào đó người chồng xuất hiện trở về.
Không những chỉ thủy chung với chồng mà người mẹ, người phụ nữ Việt Nam còn làm tròn trách nhiệm của người mẹ hiền, nuôi dạy những đứa con trưởng thành khôn lớn. Thưa các bác các chị, chúng ta có biết tại sao mà chính phủ chúng ta chỉ tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng không, mà không phong tặng cho ông bố không? Không có bố Việt Nam anh hùng, mà chỉ tặng cho mẹ thôi. Vì sao đấy? Vì Đảng Nhà nước rất đánh giá rất cao vai trò của người mẹ. Mà cái điều này đúng thôi, các anh nam giới có công sinh ra con, nhưng mà dạy dỗ con nên người là trách nhiệm của ai? Của người mẹ. Mẹ là những người dạy con nói những tiếng nói đầu tiên, dạy cho con đi những ứng xử đầu tiên, và đặt viên gạch đầu tiên để hình thành nhân cách của con. Cho nên người mẹ vô cùng quan trọng. Và người mẹ Việt Nam chúng ta trong cái bối cảnh khi chồng đi vắng xa nhà thì hình thành nên những cái phẩm chất, chúng ta xuất hiện những thế hệ người con anh hùng là bởi vì có những người mẹ Việt Nam anh hùng đã nuôi dạy những đứa con như thế. Nếu như không có những người mẹ thì làm sao có những thế hệ thanh niên anh hùng để đóng góp cho công sức, cho cách mạng, cho đất nước chúng ta. Bằng những lời ru, bằng những cách ứng xử của mình mà người mẹ làm gương cho những đứa con. Thưa các bác các chị, dù là người mẹ nông dân hay người mẹ trí thức hay người mẹ bất cứ lĩnh vực nào thì đều là nêu những tấm gương sáng cho con. Từ lời ăn tiếng nói trên cách ứng xử của mình là đều làm gương cho con hết. Và một điều tôi muốn nói nữa, mà cái này chúng ta phải ghi nhận và phụ nữ Việt Nam chúng ta phải nhớ, đó là người phụ nữ Việt Nam không chỉ là chiến sĩ chống ngoại xâm, không chỉ là người lao động cần cù thông minh, không chỉ là người mẹ hiền, mà còn là người nghệ sĩ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Điều này hôm nay cần lắm đấy các bác anh các chị ạ. Hiện nay chúng ta đang thấy là có một số cái hiện tượng là bản sắc, một số bản sắc văn hóa dân tộc đang bị gì? Phôi phai. Cái đó những người phụ nữ Việt Nam hãy suy nghĩ lại. Tại sao 1.000 năm văn hóa Trung Quốc muốn đồng hóa người Việt Nam chúng ta nhưng không thành công? Là bởi vì những người phụ nữ Việt Nam chúng ta, từ vấn đề là làm ăn, từ nuôi dạy con, ta lưu giữ lại những nét văn hóa giá trị của người Việt Nam. Ví dụ từ ăn mặc này, nói năng này, đầu tóc này, cách ứng xử, chúng ta vẫn là phong cách ứng xử của người Việt Nam, không có hề lai căng. Mặc dù phong kiến phương Bắc muốn biến nước ta là gì, muốn bắt chúng ta phải gì, phải giống như người Trung Quốc, nhưng mà điều đó hoàn toàn thất bại. Bởi vì người phụ nữ Việt Nam chúng ta lưu giữ những nét văn hóa trong cuộc sống hàng ngày, trong lao động sản xuất, trong nuôi con, trong ứng xử của chúng ta. Thưa các bác các chị, ngày nay thì chúng tôi đang rất lo lắng về vấn đề này. Nhiều nét văn hóa đang bị mai một bởi vì người phụ nữ, những người phụ nữ Việt Nam chúng ta với tư cách là vai trò người bà, người mẹ. Chúng ta còn nhớ những cái bài văn tả mẹ mới tả bà bây giờ có khác ngày xưa không ạ? Khác lắm ạ. Thưa các bác các chị, nói tóm lại, thưa các bà các chị, người phụ nữ Việt Nam chúng ta do cái điều kiện thiên nhiên, điều kiện chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước Việt Nam mà chúng ta khẳng định là gì? Ngay từ xa xưa, cách đây vài nghìn năm, lịch sử Việt Nam đã giao phó cho người phụ nữ những trọng trách vô cùng to lớn. Đó là vừa là người lao động sản xuất, tạo ra củ cải vật chất để phát triển xã hội, vừa là người mẹ, người thầy đầu tiên để nuôi dạy con khôn lớn, tạo nguồn nhân lực cho hiện tại và tương lai. Người phụ nữ còn đóng vai trò cùng với nam giới là người chiến sĩ chống ngoại xâm, người chiến đấu và phục vụ chiến đấu để bảo vệ nền độc lập dân tộc. Và đặc biệt người phụ nữ Việt Nam còn làm cái trọng trách, đó là duy trì và phát huy các bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, để cho Việt Nam chúng ta hôm nay mặc dù hội nhập quốc tế nhưng mà không bị hòa tan. Cho nên tôi xin nhắc lại các bác, các chị, phụ nữ Việt Nam hãy tự hào mình làm tròn bốn vai trò: là người lao động cần cù, thông minh, dũng cảm, là người mẹ hiền, trung hậu, đảm đang, là người chiến sĩ chống ngoại xâm, kiên cường, dũng cảm, và là người nghệ sĩ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đó thì vai trò người phụ nữ Việt Nam chúng ta là bốn vai trò đấy các bác các chị nhé, chứ không phải hai đâu. Và thưa các bác các chị, trong quá trình đảm nhận những vai trò trọng trách đấy mà rồi dần dần ở người phụ nữ Việt Nam hình thành nên những phẩm chất vô cùng cao quý. Hôm nay tôi rất muốn là cộng đồng chúng ta lưu ý phẩm chất đầu tiên, đó là gì?
Phẩm chất đầu tiên đó là yêu nước, anh hùng bất khuất, chống giặc ngoại ngoại xâm, các chị nhá. Nên là chúng ta nhớ, chỉ cần nhớ những cái danh hiệu Đảng ta tặng này: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Chúng ta có biết gốc tích của cái lời tặng này không? Không phải nghiễm nhiên mà Đảng Chính phủ tặng ra đâu. Thôi tôi nói xuất xứ một chút để chúng ta nhớ. Ngày mùng 3, ngày mùng 8 tháng 3 năm 1965, khi mà phụ nữ Việt Nam ấy, phụ nữ miền Nam Việt Nam tiến hành đại hội đầu tiên, lúc bây giờ chưa thống hợp nhất, mới là tiến hành đại hội đầu tiên, thì đánh giá cao vai trò của phụ nữ miền Nam Việt Nam, thì Đảng Bác Hồ đã tặng cho cái đại hội này một bức chướng mang 8 chữ vàng là anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Đầu tiên là Đảng Nhà nước ta tặng cho phụ nữ miền Nam thôi. Nhưng mà sau này chúng ta thấy rằng là bốn cái phẩm chất đó, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, không chỉ thể ở phụ nữ Việt miền Nam, mà còn đây nó trở thành cái phẩm chất đạo đức chung của phụ nữ cả nước. Trên từ đó trở đi, chúng ta nói rằng là anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang là những phẩm chất cao quý được Đảng Bác Hồ chúng ta thừa nhận và trao tặng cho phụ nữ Việt Nam thời kỳ chúng ta đấu tranh để bảo vệ nền độc lập dân tộc. Nhưng mà sau khi thống nhất cả nước, chuyển sang xây dựng đất nước thời bình, thì thưa các bà các chị là danh hiệu này là được thay đổi đi. Anh hùng bất khuất nó thay đổi bằng danh hiệu khác. Đây thưa các bà các chị là tại đại hội 11 thì đồng chí Nguyễn Phú Trọng tặng cho chúng ta danh hiệu này. Tại đại hội lần thứ 11 thì bác Trọng tặng cho phụ nữ Việt Nam một cái bức chướng mang dòng chữ là gì? Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển. Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển. Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang thời kỳ chống Mỹ, thời kỳ chiến tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc. Nhưng chuyển sang thời bình thì người phụ nữ Việt Nam phải gì? Sáng tạo, hội nhập và phát triển. Và trên cơ sở Đảng Nhà nước trao tặng như thế này, thì tại năm 2010, Trung ương Hội tự xác định bây giờ cái phẩm chất phụ nữ Việt Nam chúng ta phải rèn luyện là gồm 4 đức tính như thế này: tự tin, tự trọng, trung hậu và đảm đang. Đối với cộng đồng phụ nữ của chúng ta, trong cộng đồng chúng ta thì có cần tự tin không các bác, các chị? Có cần tự tin không? Tự tin, tự trọng là hai cái đặc điểm mới của người phụ nữ hiện đại, tự tin, tự trọng. Còn trung hậu, đảm đang là truyền thống. Rồi tôi nghĩ riêng với cộng đồng chúng ta, phẩm chất này càng vô cùng quan trọng. Cộng đồng của chúng ta có cần tự tin không các bác các chị? Không phải phụ nữ đâu, nam giới cần tự tin không? Phải, rất cần tự tin. Thế thì hôm nay tôi xin nói các bác các chị là tự tin là thế nào. Đây là những người trẻ nói về tự tin đây. Sinh viên trường Đại học Kinh tế và Công nghệ nói tự tin như này: em cho rằng phụ nữ, nhất là phụ nữ ở thế kỷ hiện đại, là người có bản lĩnh và tự bước đi trên đôi chân của mình. Trước kia người ta cho rằng phụ nữ chỉ là người đứng sau cánh cửa và lo việc gia đình, việc lớn đã làm cho bàn tay người là do bàn tay người đàn ông. Bây giờ thì em cho rằng người phụ nữ có thể thỏa sức thể hiện bản thân, đam mê làm những việc mình muốn. Tức là người tự tin là tin vào khả năng của bản thân, không dựa dẫm, không ỷ lại nhé, mà tin rằng là mình có thể làm được mọi chuyện. Cái tự tin là rất là bản lĩnh, là chìa khóa để mở mọi cánh cửa thành công. Thưa các bác anh các chị, phẩm chất tự tin là một phẩm chất rất cần có ở mỗi một con người, và riêng với cộng đồng chúng ta thì phẩm chất tự tin càng cần thiết hơn bao giờ hết. Chúng ta đừng vượt qua mặc cảm, vượt qua tự ti của khuyết tật bản thân, để chúng ta tự tin hội nhập vào nền kinh tế cộng đồng. Và chúng ta nói rằng chúng ta hãy tự tin gia nhập vào cuộc cách mạng 4.0, để sau này chúng ta điều khiển người máy nhé, là thay thế chúng ta làm mọi chuyện. Phải như thế các bác các chị ạ. Và tôi tin rằng là cộng đồng chúng ta làm được, bởi vì trên thực tế trong thế giới là đã có rất nhiều người khuyết tật làm được những cái việc mà người bình thường không làm được. Cho nên cái tự tin, đặc biệt với phụ nữ khuyết tật,
thì chúng ta càng phải rèn luyện nhiều hơn, tự trọng có cần không ạ? Rất cần. Một con người muốn tự tin, trước hết mình cũng phải tự trọng đã. Một con người tự trọng là nói vừa vắn tắt, làm bất cứ việc gì không để ai nói đến mình, vì mình làm đúng rồi. Các bác các chị nhé, làm điều gì dù to dù nhỏ, đừng để ai phải phiền trách mình, đừng để ai phải nói đến mình. Đấy là con người tự trọng. Và đây cũng là một phẩm chất riêng có của người Hà Nội đấy ạ. Người Hà Nội cũng rất tự trọng các bác các chị ạ. Làm bất cứ cái gì, từ ăn nói đi đứng ở mặc đều là rất tự trọng. Người ta nói rằng là người ta không chê những người ít tiền mà chê những người kém ứng xử, đúng không ạ? Người có các cụ ngày xưa đã dạy gì, cọp chết để ra mà người chết thì để gì, để tiếng. Chúng ta sống, chúng ta làm việc, hay kể cả chúng ta sau này ra đi chăng nữa thì cũng để là con cháu họ hàng xóm giềng cộng đồng xã hội chúng ta luôn luôn nói về chúng ta với những điều tốt đẹp, chứ đừng để người ta nói chê bôi chúng ta là làm việc nọ việc kia. Một con người tự trọng là một con người là không muốn làm gì, không muốn ai nói bất cứ điều gì ảnh hưởng đến danh dự, đến giá trị của mình. Một người tự trọng không phải là người tự kiêu, nhưng mà một người tự trọng là người biết bảo vệ nhân phẩm danh dự của chính mình. Không vì tiền bạc nhá, không vì cái danh lợi địa vị để nó làm xói mòn mình đi. Có những con người thưa các bác các chị là bình thường thì không sao, nhưng mà cứ mới hễ mà ai cho một cái gì đấy là bắt đầu xung xe nịnh bợ. Con người đó nó thiếu tự trọng. Tại sao mình phải như thế? Mình phải biết được giá trị bản thân mình. Tôi xin thưa các bác các chị, làm người đấy là điều quý giá nhất. Nhưng mỗi người phải biết tôn trọng chính bản thân mình, phải biết được tôn trọng cái giá trị của bản thân mình. Mình mà không tôn trọng mình thì ai tôn trọng mình? Có phải không các bác anh các chị? Nhớ, chúng ta phải tự trọng, tự tôn trọng cái giá trị nhân phẩm của chính mình. Mình biết được giá trị nhân phẩm đó để không làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến nhân phẩm giá trị của mình. Không để ai nói gì hết cả, mà mình luôn luôn tôn vinh cái giá trị và biết làm những điều tốt. Thưa các bác các chị, người ta nói là không phải người tốt là tốt đâu, chỉ là một người tốt bình thường thôi. Đấy là con người tự trọng. Còn trung hậu, trung hậu thì chúng ta biết là đây là phẩm chất truyền thống của phụ nữ Việt Nam rồi. Con người trung hậu là gì? Yêu thương, chia sẻ, và nhất là trong cộng đồng chúng ta thì rất cần những tấm lòng nhân hậu, phải không ạ? Biết yêu thương, chia sẻ. Và tôi chỉ nói các bác các chị đây này, đây là quy luật của cuộc sống. Biết cho và biết gì? Biết nhận và biết gì? Biết cho. Chứ đừng chỉ có biết nhận không. Có những người trong cuộc sống này chỉ biết nhận mà không biết cho. Cứ nhận thôi, ai cho cái gì nhận, ai làm gì lợi ích đem lại, nhưng mà không bao giờ biết san sẻ cái lợi ích cho người khác cả. Những người đó không bền đâu ạ. Mà trong cuộc sống này nguyên tắc của nó là biết cho và biết nhận một cách hợp lý. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù mình nghèo khó hay là mình khó khăn chăng mấy chăng nữa, thì mình vẫn có thể cho người khác. Có thể tôi không cho tiền tài, nhưng tôi cho tình cảm, tôi cho cái quan tâm. Có được không các bác các chị? Được không ạ? Chứ không cần phải cho nhau tiền. Nhiều khi cho nhau tiền không quý bằng cho cái tình cảm, cái sự quan tâm đâu các bác các chị ạ. Cho nên là trong cuộc sống của chúng ta, một con người trung hậu là biết yêu thương, biết chia sẻ, biết vui với cái vui của mọi người và biết buồn với cái buồn của mọi người. Lấy niềm vui của mọi người làm niềm vui của mình, nhân niềm vui lên và biết san sẻ những cái gì khó khăn, những cái gì vướng mắc của nhau. Tôi xin nói các bác chị là ai cũng có thể cho được nhé. Chứ không cứ là tôi nghèo lắm tôi không cho được đâu. Tôi không cho tiền tài, tôi cho cái khác. Được không các bác các chị? Đúng ạ. Ai cũng có cái thứ để cho. Chứ đừng là chỉ nghĩ rằng tôi chả có cái gì tôi cho cả. Có hết. Tôi cho và tôi nhận. Tôi nhận và tôi cho, hai cái đấy nó hài hòa với nhau. Một con người sống trung hậu phải là một con người như thế. Và đặc biệt một con người trung hậu phải biết dám, tôi nói nhấn mạnh cái này hiện nay trong xã hội, là dám đấu tranh để bảo vệ lẽ phải và phê phán những cái gì gọi là sai trái. Cái này hiện nay trong xã hội mình còn kém không các bác các chị? Kém lắm. Người yếu lắm, người ta cứ biết là bản thân thôi. Chứ nói lên cái đấu tranh, tôi chỉ nói đơn giản thôi. Hiện nay rất nhiều người dân làm vi phạm luật, nhưng lại chỉ biết là gì? Đi phê phán lãnh đạo, có đúng không các bác các chị? Phê phán xã hội, chửi bới xã hội, chửi bới lãnh đạo. Nhưng bản thân mình có làm sai không? Thì không bao giờ nhắc đến.
Cho nên là xin thưa các bạn các chị, một con người trung hậu là gì? Phải biết nhận định cái gì đúng cái gì sai, từ cá nhân mình cho đến cộng đồng xã hội. Cho nên tôi thì tôi vẫn cứ nói với cụm dân cư nhà tôi là trước khi phê phán cái gì, các anh các chị hãy nhìn lại xem các anh các chị làm đúng chưa. Bởi vì nếu như dân thì đông mà lãnh đạo thì gì? Thì ít. Nếu như dân làm đúng thì làm gì có lãnh đạo sai ạ? Nhưng mà dân sai cho nên kéo theo lãnh đạo sai. Tất nhiên lãnh đạo phải có bản lĩnh của mình. Thế nhưng mà ở đây rõ ràng là dân là, như ông Nguyễn Trãi ông nói đấy, dân là nước, lãnh đạo chỉ là thuyền thôi. Nước có thể gì? Lật thuyền. Đó, cho nên là muốn phê phán một cái gì, trước hết hãy nhìn bản thân mình đã. Mình làm đúng chưa thì hãy nói người khác. Có đúng không các bác các chị? Mình làm sai sờ sờ ra lại cứ đi phê phán người khác, chỉ biết phê thôi nhưng không biết nhìn lại mình. Cho nên ở đây tôi rất mong các bác các chị nói, một nhất là phụ nữ trong cộng đồng của chúng ta, một người phụ nữ dám nói, dám mạnh dạn, thấy đúng thì bảo vệ, thấy sai phải gì? Phải phê phán. Cái này là cái rất cần đấy. Và không những cần cho xã hội, trong gia đình có cần không? Bố mẹ, anh chị em cũng thế thôi, vợ chồng đối với nhau cũng thế thôi. Thấy đúng thì chỉ ra, thấy sai thì phải phê phán. Chứ không phải vì cái nọ cái kia mà lại cứ không dám nói gì. Đây ở cụm dân cư nhà tôi thì không biết là các bác các chị về cụm dân cư có thực hiện không? Chuẩn bị bình xét gia đình văn hóa đây. Tổ trưởng dân phố thì người ta dự kiến danh sách, khi đưa lên ra cuộc họp ở tổ, nhiều người không đồng ý với cái gia đình A này nhưng không nói, cứ im lặng thì coi như là bà tổ trưởng bao là nhất trí đúng không ạ? Cứ đem khen, lúc khen thì bắt đầu lại dậy lên, lại nói này nói nọ ngoài cuộc họp là bà này thế mà ở gia đình nhà này mà cũng là văn hóa. Tôi bảo tại sao lúc họp không nói đi, đúng không các bác các chị? Bây giờ người ta rồi lại bắt đầu không dám nói. Tôi bảo nếu anh đã không có bản lĩnh nói thì thôi anh chấp nhận đi, còn nếu anh đã có bản lĩnh, anh trung thực, thấy sai thì phê phán, thấy đúng thì bảo vệ. Thì thưa các bác các chị, cái trung hậu ngày nay nó khác cái trung hậu ngày xưa ở chỗ đó. Ngày xưa trung hậu người phụ nữ người ta khuyến cáo nhiều đến cái chuyện chị em là thôi nhịn đi, nhường nhịn, hy sinh. Nhưng ngày nay trong thời kỳ trong xã hội hiện đại ngày nay, bên cạnh cái nhường nhịn hy sinh nhưng còn phải kêu gọi phụ nữ là một người trung hậu trong giai đoạn hiện nay, còn phải biết bảo vệ cái đúng và phê phán cái sai. Đấy mới là người trung thực. Có phải không các bác anh chị? Còn đảm đang, đảm đang thì là truyền thống của phụ nữ Việt Nam rồi. Nhưng xin với các đồng chí nam giới ngày nay hãy chia sẻ với chị em. Đảm đang ngày nay không có nghĩa là người phụ nữ gánh mọi việc cho đàn ông đâu ạ. Mà đảm đang theo cái hướng tích cực như thế này, theo hướng bình đẳng như thế này. Đảm đang ở đây là người phụ nữ có kinh nghiệm, có nghệ thuật chia sẻ công việc gia đình với nam giới. Và cái này thì luật bình đẳng giới cũng đã quy định rồi. Khoản 5 điều 20 quy định việc nhà là việc của mọi thành viên. Thưa các bác các chị là ngày xưa người ta nói cái khái niệm đảm đang, người ta chỉ nói trong khu vực gia đình. Tức là người phụ nữ đảm đang là người phụ nữ là lo toan mọi chuyện. Tôi lấy ví dụ, bây giờ mà người phụ nữ Việt Nam mà đi ra khỏi nhà một tuần, hai tuần mà việc nhà vẫn cứ yên ổn vì có anh chồng lo toan rồi thì người ấy là người đảm đang. Nhưng người nào mà ra khỏi nhà chỉ một vài ngày đã lộn xộn lung tung hết cả lên rồi thì người đó là người không đảm đang. Đấy, thì khái niệm mới là như thế. Đảm đang theo cái nghĩa là gì? Người phụ nữ chia sẻ công việc gia đình cho nam giới để người phụ nữ có thời gian chăm lo cho sự tiến bộ của bản thân. Thưa các bác các chị, ngày nay cái tiêu chuẩn phụ nữ đảm đang là cao hơn trước đấy ạ. Đảm đang việc nhà bằng cách là có kinh nghiệm, có kiến thức chia sẻ công việc với gia đình nam giới, với nam giới. Nhưng mà đảm đang công việc xã hội là tham gia công việc xã hội, nhưng đảm đang với chính bản thân mình. Tức là người phụ nữ phải biết chăm lo cho bản thân, chăm lo cho sức khỏe, chăm lo cho vẻ đẹp, chăm lo cho kỹ năng của bản thân. Chứ một người phụ nữ mà suốt ngày chỉ có chú mũi chú nái và đi kiếm tiền, chỉ biết làm ô xin mà để cho mình lạc hậu, để cho mình sức khỏe kém thì người phụ nữ đó không đảm đang nhé. Người phụ nữ ngày nay ngoài cống hiến phải biết hưởng thụ. Bởi vì tôi xin thưa với các bác nam giới là ngày nay chúng ta quan niệm mới là gì? Sự tiến bộ phát triển của người phụ nữ đồng nghĩa với sự tiến bộ phát triển của quốc gia, của dân tộc và của gia đình. Đàn ông nào khôn ngoan thì biết chăm lo cho phụ nữ. Tôi xin kết thúc cái phần
truyền thống phụ nữ Việt Nam ở đây, được chưa các anh chị nhé. Xin cảm ơn các anh nam giới, mà tôi sẽ còn cảm ơn nhiều hơn nữa nếu như những điều tôi hôm nói hôm nay các anh về thực hành luôn, tạo mọi điều kiện cho phụ nữ Việt Nam được tiến bộ, được phát triển. Và khi phụ nữ tiến bộ phát triển thì người phụ nữ làm tròn vai trò người vợ, người mẹ, người thầy đầu tiên con người, ảnh hưởng toàn bộ đến sự phát triển của gia đình. Xin chúc các bác các chị thành công. Kính thưa đồng chí Trần Thanh, nguyên là cán bộ chuyên viên cao cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, kính thưa các bác, các chị và các ông chí, sau hơn một giờ đồng hồ với sự nhiệt tình, tâm huyết của đồng chí Trần Thanh đã truyền đạt những kiến thức rất là bổ ích về những phẩm chất, đạo đức, truyền thống của người phụ nữ Việt Nam tới toàn thể các bác, các chị. Thay mặt cho những chị em phụ nữ có mặt tại hội trường ngày hôm nay, xin rất mong các anh nam giới sẽ luôn luôn quan tâm, chia sẻ, chăm sóc đến phụ nữ chúng tôi. Và thay mặt cho Ban Thường vụ Hội Người Mù thành phố Hà Nội, xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Thanh đã dành những tình cảm yêu ái đến với Hội Người Mù thành phố Hà Nội chúng tôi. Và xin kính chúc đồng chí luôn luôn mạnh khỏe, trẻ khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và thay mặt cho chị em phụ nữ, xin được kính chúc các anh nam giới luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và luôn quan tâm đến chị em phụ nữ nhiều hơn. Tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn.